Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Người một tử dấu yêu mang tên Du Xe Đỗ Mạnh Dũng, linh một chánh xứ giáo xứ Bình Khánh, đã hoàn thành sứ mệnh được Thiên Chúa trao phó. Xin cầu nguyện thêm cho bà cố. Thật là cảm động khi thấy cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, Lái đèn chưa rụng mà tiễn lá xanh. Từ khi nghe tin con trai mình, linh một Du Xe Đỗ Mạnh Dũng, chánh xứ giáo xứ Bình Khánh mất, tâm hồn bà cố đau tột cùng, xót tột cùng mất mát tột cùng chị biết lấy dòng lệ trong đôi mắt già ấy tuôn mãi không ngớt mất con rồi xin được chia buồn đến bà cố đến gia quyến dù có nhiều người hỏi thăm bà cố nhưng tâm hồn bà cố vẫn ứ lệ mất con nghe con mất bà cố như người mất hồn ngày tiễn con mình trong lễ an táng bà cố vẫn dương mãi dòng lệ không ngơi ngày trở nên dài với bà cố người con trai bà yêu thương nhất dân hiến cho chúa Nay được Chúa cất đi nhanh quá, bà cố chưa kịp nhìn con lần cuối mà đã ra đi. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cha Jose Đỗ Mạnh Dũng và bà cố lúc này. Mong thời gian sẽ làm tan đi nỗi buồn này nơi bà cố và giúp bà cố vượt qua nỗi đau thương. Hành trình 56 năm cuộc đời của cha Jose Đỗ Mạnh Dũng tuy không dài nhưng ngài đã sống trọn vẹn trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong tình mến của giáo dân tại những nơi đã in đậm dấu chân của người mục tử, những nơi Ngài đã phục vụ với trọn trái tim chân thành yêu thương. Người mục tử dấu yêu mang tên Du Xe Đỗ Mạnh Dũng, chánh xứ giáo xứ Bình Khánh, đã hoàn thành sứ mệnh được Thiên Chúa trao phó. Đôi mắt Ngài đã khép lại, con tim yêu thương ấy cũng đã ngừng nhịp vào lúc 14 giờ ngày thứ hai 16 tháng 10 năm 2023 tại Bệnh viện Lào Cai. Ngài đã dừng bước trong hành trình nữ thứ Trần Giang ở tuổi 56 với 23 năm làm tư tế của Chúa nên cũ Cha du xe được hoàn tại nhà thờ giáo xứ Bình Khánh. Thánh lễ an tán được cử hành vào lúc 8h30 thứ 6 ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại nhà thờ giáo xứ Bình Khánh. Trước thánh lễ an tán, cha du xe Nguyễn Xuân Dương tấm được đôi nét tiểu sử cha du xe đổ mạnh dũng sinh ngày 9 tháng 2 năm 1967 tại tiền giang ngài chịu chức linh mục tại xuân lộc ngày 25 tháng 1 năm 2000 ngài đã đảm nhận các chức vụ phó xứ bắc hải 2000 đến 2003 chánh xứ tân bình 2003 đến năm 2011 chánh xứ thái hiệp 2011 đến năm 2017. Chánh xứ Phước Lý 2017 đến năm 2020. Chánh xứ Bình Khánh 2021 đến nay. Với tâm niệm đời linh mục, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, Thánh Francisco Assisi trong từng phút ghi cuộc đời, cha Giuse không ngừng nỗ lực để trở thành vị mục tử khoan báo tin mừng, làm chứng cho tình yêu và bình an đích thực của Đức Kitô phục sinh. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Cố Du Xe Đinh Đức Đạo, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc Đại Chủ Viện Thánh Du Xe Xuân Lộc, Quý Cha Quản Hạt, Cha Giám Đốc Đại Chủ Viện, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Gia Đình Linh Tông huyết Tộc của Cha Du Xe và Cộng đoàn Giáo xứ Bình Khánh. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan Thay mặt toàn thể linh mục đoàn, cộng đoàn tu sĩ và giám dân Chia sẻ nỗi niềm cùng gia đình tan quyến của cha Yushe Đức cha cũng mời gọi mọi người hiệp thông trong đức tin và trong tình mến Để cầu nguyện cho linh hồn cha Yushe Trong bài giảng, cha Đan Minh vô công sứ, quản hạt gia kiệm và là nghĩa phụ của cha Yushe Chia sẻ rằng trong những năm tháng thi hành sứ vụ Cha Yuse đã trọn vẹn sống lý tưởng linh mục của mình, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Cuộc đời cha trong những năm gần đây, vì bệnh tật, nên cha cứ chơi vơi với những ước muốn phục vụ lúc đầy lúc vơi, mãi mà chưa trọn vẹn, như tấm bánh được bẻ ra cho mọi người ăn. Cha đã dành tất cả những gì ngài có cho cộng đoàn mình, có trách nhiệm và ngay cả những người ở vùng ngoại biên. Lời Chúa như đang dành cho cha đối với Chúa thật là đắt giá. Cái chết của những ai hiếu trung với người. Sau nghi thức tiễn biệt, linh cử Cha du xe đổ mạnh dũng được đưa về an táng tại nghĩa trang giáo xứ Thái Xuân. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa thương ban phần phúc nước trời cho ngài. Trong giây phút thinh lặng, cộng đoàn cảm nghiệm sự ra đi của cha Du xe là sự khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc nước trời. Dù thế, sự chia ly nào cũng mang nhiều riếng thương. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Những tiếng nứt vẫn nghẹn ngào trong thời khắc tiễn biệt người thân yêu.